Chào anh em, các bạn nào mà mua xe Honda HR-V trong tháng 1 này sẽ được giảm 50% phí trước bạ kèm thêm nhiều quà tặng từ phía đại lý. Honda HR-V là chiếc xe nằm trong phân khúc SUV hạng B, thiết kế ngoại hình phải nói là đậm tính thể thao và trẻ trung, khác hẳn phiên bản trước, đặc biệt là phiên bản RS mình đánh giá là có một cái màu đỏ rất là ấn tượng. Tính công nghệ là điểm sáng rõ nét ở HR-V thế hệ mới này. Toàn bộ 3 phiên bản đều được trang bị full an toàn chủ động Honda Sensing. Mà không chỉ có HR-V, đến mẫu sedan hạng B Honda City cũng sở hữu Honda Sensing trên cả 3 phiên bản. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại ở phía bên dưới màn hình.